theo chương trình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, sẽ được thể hiện qua giọng ca của đồng chí Tạ Thị Thập, đến từ Hội Phụ Nữ xã Thượng Cốc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.